Hello, mình chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Hai Lần Phạm Di Trú và Cuộc Sống Mỹ. Lời đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Rất hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó của các bạn. Nếu mà bạn nào thấy chương trình của mình hay, hữu ích cho các bạn trong một số khía cạnh nào đó của cuộc sống thì mong rằng các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình hoặc là share giúp mình những cái video để mình có thêm động lực làm chương trình phục vụ cho các bạn. Chân thành cảm ơn một lần nữa. Chương trình ngày hôm nay lại là một cái breaking news để thông báo đến tất cả những bạn đang sống ở Mỹ biết một cái tin là Tổng thống Donald Trump vừa ký một cái executive order về những cái khoản tiền mà trong cái tuần lễ vừa rồi, cách đây 2 ngày thì khi mà Thượng viện và Hạ viện họp với nhau thì sau khi mà 90 phút họ tranh luận, họ bàn cãi, họ không có thống nhất được về những cái khoản tiền trợ cấp thất nghiệp rồi khoản tiền 1.200 vân vân, họ không có thống nhất được với nhau thì Tổng thống Donald Trump của chúng ta đã quyết định là sẽ ký một cái executive order để nhằm trợ giúp khẩn thiết cho những cái người dân ở nước Mỹ này trong cái tình hình dịch bệnh COVID hiện nay ha. Thì ngày hôm nay, chính thức là chiều ngày hôm nay, ngày 8 tháng 8 thì Tổng thống đã ký cái Executive Order này. Thì trong cái Executive Order này nó có 4 phần chính. Thì hôm nay mình sẽ thông báo cho các bạn biết nó gồm những cái nội dung gì. Mình sẽ nói cụ thể một chút để các bạn có thể hiểu thông suốt vấn đề ha. Đầu tiên thì cái khoản tiền trợ cấp thất nghiệp là cái khoản tiền mà các bạn đều muốn biết nhất. Thì để cho cái khoản tiền trợ cấp thất nghiệp này thì Tổng thống và nói chung là trong Nhà Trắng đã thống nhất với là cho 44 tỷ cho cái gói trợ cấp thất nghiệp này và mỗi một người sẽ nhận được 300 tiền trợ cấp thất nghiệp cho một tuần. Thì trước đây mình có làm một cái breaking news là bên phía Thượng viện cũng như là phía đảng Cộng Hòa đi thì họ muốn là cho 200 tiền thất nghiệp một tuần, còn đảng Dân Chủ thì họ muốn cho 600 tiền thất nghiệp một tuần. Và mãi cho đến cái tuần vừa rồi thì bên phía đảng Cộng Hòa và kể cả Tổng thống Donald Trump đã nâng cái mức tiền thất nghiệp này lên đến 400 một tuần rồi, mà phía đảng Dân Chủ họ vẫn không chịu, họ không thống nhất được. Cho đến ngày hôm nay thì Tổng thống đã ký cái executive order này và có lẽ là tất cả mọi người cũng hơi bất ngờ, mình cũng vậy, mình cũng hơi bất ngờ là Tổng thống ký cái tiền thất nghiệp này chỉ còn có 300 một tuần cho một người, mà đây là tiền của liên bang nha các bạn. Rồi bên cạnh đó Tổng thống lại kèm thêm một cái nữa, đó là mỗi tiểu bang sẽ cho 100 cho cái tiền thất nghiệp cho một tuần một người này. Nhưng mà đây là cái yêu cầu của liên bang thôi, còn những tiểu bang thì họ có thể sẽ cho cái 100 này, cũng có thể không cho. Nước Mỹ chúng ta có 50 tiểu bang thì không biết là trong 50 tiểu bang này có những tiểu bang nào cho cái 100 này, có những tiểu bang nào không cho cái 100 này. Thì cũng tùy theo từng tiểu bang nữa nha các bạn. Mà vấn đề chính ở đây là tiền trợ cấp thất nghiệp của liên bang chỉ cho có 300 một tuần, là nâng từ cái 200 như lần trước lên cái 300 này thôi các bạn. Ok, và cái tiền trợ cấp thất nghiệp này nó sẽ bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 cho đến ngày 27 tháng 12 năm 2020, tức là nó không mất của các bạn đi một tuần nào hết ha. Nó bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 thì cái tiền trợ cấp thất nghiệp hồi đó các bạn nhận 600 một tuần đó, nó kết thúc vào ngày 25 tháng 7 thì ngay lập tức cái tiền 300 một tuần này của liên bang nó sẽ bắt đầu từ ngày 26 tháng 7, nó nối tiếp luôn cho các bạn ha. Từ ngày 26 tháng 7 cho đến ngày 27 tháng 12 năm 2020. Và các bạn lưu ý thêm những cái điều sau nha. Nó cho những cái trường hợp sau đây, có 4 cái trường hợp
được nhận cái khoản tiền trợ cấp thất nghiệp 300 một tuần của liên bang và có thể có thêm 100 một tuần của tiểu bang nữa. Đó là bốn cái trường hợp. Thứ nhất là những cái người mà unemployment compensation, là những cái người mà họ nhận tiền trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang ít nhất là 100 một tuần. Họ nhận tiền trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang nha các bạn, ít nhất là 100 một tuần thì họ sẽ nằm trong cái diện được nhận cái tiền này, nhận cái tiền 300 này. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là những người mà pandemic emergency unemployment compensation, tức là những cái người mà họ bị mất việc do tai nạn, do thiên tai ha. Thì trong những cái tai nạn, cái thiên tai đó thì có cái vấn đề COVID này, thì những người này họ bị mất việc chứ không phải họ bị thất nghiệp nha các bạn. Họ không có thất nghiệp, họ bị mất việc, có nghĩa là ví dụ họ đang làm công việc gì đó mà cái chỗ họ làm nó đóng cửa, nó nghỉ ha, vì cái vấn đề COVID này đi, thì họ được nhận cái khoản tiền này ha, họ qualify cho cái trường hợp này. Rồi cái trường hợp thứ ba đó là những người mà pandemic unemployment assistance, là những người mà đúng lý ra họ trước giờ họ không có được nhận cái tiền thất nghiệp này, là vì họ không có giống như cái kiểu như họ đi làm contract chứ không phải là chính thức đi làm mà khai thuế như mọi người bình thường ha. Ví dụ như những người làm nail đó thì trước giờ họ không có được nhận cái tiền này, nhưng mà bây giờ thì họ cũng nằm trong trường hợp được nhận cái tiền này luôn các bạn. Rồi cái trường hợp thứ tư là những cái người extended benefit, đó thì là những cái người mà họ bị mất việc, họ bị thất nghiệp, và bây giờ họ bị thất nghiệp mà lại họ nhận cái tiền thất nghiệp của tiểu bang mà đã quá 6 tháng rồi đó các bạn, thì họ sẽ nhận cái tiền thất nghiệp. Thông thường thì tiền thất nghiệp của tiểu bang mà các bạn nhận quá 6 tháng thì các bạn không được nhận nữa đúng không, thì họ sẽ chuyển qua họ nhận cái tiền thất nghiệp của liên bang, thì họ cũng nằm trong cái trường hợp được nhận cái 300 một tuần của liên bang này luôn. Có bốn trường hợp như vậy ha, thì bốn trường hợp này sẽ qualify cho cái việc nhận được 300 một tuần cho tiền thất nghiệp của liên bang cho, và có thể có thêm 100 một tuần của tiểu bang nếu mà cái tiểu bang nào đó đồng ý cho 100 tiền thất nghiệp này nữa cho thêm vào đó. Ok, đó là cái đầu tiên trong cái executive order này. Cái phần thứ hai của cái executive order này đó là cái payroll tax. Thì payroll tax nó có rất là nhiều cái khoản trong đây, nhưng mà cái chính nhất vẫn là cái tiền an sinh xã hội, hai cái thuế an sinh xã hội của liên bang là 7.65%. Thì nó sẽ người ta sẽ không phải đóng cái tiền payroll tax này, người ta sẽ không phải đóng cái tiền an sinh xã hội của liên bang này, là những người mà đang đi làm, bây giờ đang đi làm với các bạn, họ sẽ được tạm ngưng, không phải đóng cái tiền payroll tax, cái tiền an sinh xã hội của liên bang này 7.65%. Và cái việc tạm ngưng này nó sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 ha. Và cho những người đây là cái điều kiện này các bạn, cho những người đi làm ít hơn 4.000 trong 2 tuần và họ tính ra được là ít hơn 104.000 trong 1 năm. Các bạn lưu ý nha, có những cái thông tin ở trên báo chí nó viết là ít hơn 100.000 một năm, nhưng mà chính xác là trong cái executive order nó nói là ít hơn 104.000 một năm nha các bạn. Lưu ý cái chuyện này, thì những người nào, mình nhắc lại nha, những người nào mà đi làm ít hơn 4.000 cho 2 tuần, tức là ít hơn 104.000 trong 1 năm, thì họ không phải đóng cái tiền payroll tax này cho đến từ ngày 1 tháng 9 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thì thông thường là họ chưa phải đóng, họ không phải đóng trong cái khoảng thời gian đó thôi, chứ không phải là họ được miễn cái tiền này nha các bạn. Nhưng mà bên Bộ Tài chánh họ nói là họ có thể
nghĩ cái cách để cho những người này không phải trả lại cái số tiền an sinh xã hội mà trong cái khoảng thời gian này mà họ không phải đóng với các bạn. Họ nghĩ cách để cho những người này không phải trả lại cái số tiền đó luôn. À, các bạn lưu ý cái chuyện này nha. Đúng lý ra trong cái executive order nó nói là họ chưa phải đóng, họ không phải đóng trong cái khoảng thời gian này thôi. Nhưng mà sau đó họ có thể là phải đóng, phải trả lại cái khoản tiền này. Tuy nhiên Bộ Tài chánh nó nói là nó sẽ có thể nghĩ ra cái cách để cho người ta không phải trả lại cái khoản tiền này, cái khoản tiền an sinh xã hội này nha các bạn, khoản tiền payroll tax này. Ok, đó là cái phần thứ hai trong cái executive order. Cái phần thứ ba là cái mà cũng rất là quan trọng, đó là những người đi thuê nhà mà họ không có tiền trả trong cái khoảng thời gian này ha, thì họ sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà, con người chủ nhà không được quyền đuổi họ ra khỏi nhà, là những người đi thuê nhà. Và thứ hai nữa là cũng nằm trong cái này luôn, đó là những người đang trả payment nhà, có nghĩa là họ đang trả góp với các bạn đi mua nhà, các bạn trả tiền down bao nhiêu đó rồi còn các bạn vay ngân hàng và các bạn trả payment hàng tháng ha, thì bây giờ họ không có tiền để trả cái payment hàng tháng cho nhà băng nữa, thì nhà băng cũng không được kéo nhà của họ trong thời gian này. Lưu ý các bạn là có hai phần nha, một phần là những người đi thuê nhà không có tiền trả thì cái người chủ nhà cũng không được quyền đuổi, rồi cái phần thứ hai là những người đang trả payment nhà và họ không có trả payment trong những cái tháng này thì nhà băng cũng không được kéo nhà họ. Ok, rồi cái phần cuối cùng trong cái executive order đó là những là cái phần student loan, có nghĩa là những cái khoản nợ của sinh viên đó các bạn, nợ mà người ta mượn tiền để người ta đi học đó, thì hiện thời cái student loan này nó vẫn là 0% ha, nhưng mà nó sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2020 này. Thì trong cái executive order này tổng thống ký là nó sẽ được gia hạn cái phần mà student loan 0% này cho đến khi nền kinh tế ổn định trở lại và cái vấn đề COVID được kiểm soát. Người ta chỉ nói là cho đến khi nền kinh tế ổn định trở lại và cái vấn đề COVID được kiểm soát thôi, chứ còn không có quy định rõ ngày tháng. Thì cái này là một cái điều rất là tốt ha, tại vì không có quy định rõ ngày tháng nào hết thì người ta sẽ không có bàn cãi gì nữa. Khi nào mà chắc chắn là cái nền kinh tế, make sure là nền kinh tế ổn định trở lại và cái vấn đề COVID được kiểm soát, thì lúc đó mới tính cái phần trăm cho cái student loan này ha các bạn. Và đồng thời những người đang trả cái payment cho student loan này thì không phải trả, không phải trả cho đến ngày 31 tháng 12 luôn, 31 tháng 12 năm 2020, tức là đang trả payment cho cái student loan này nè các bạn, thì sẽ không phải trả cho đến ngày 31 tháng 12. Nhưng tuy nhiên họ không phải trả, quy định là như vậy, nhưng mà họ vẫn có thể trả, đúng không? Họ có khả năng thì họ trả thôi, không ai bắt buộc họ là họ phải ngưng trả hết. Họ không phải trả chứ không có bắt buộc là họ không trả ha, họ vẫn có thể trả, nếu mà họ có tiền thì họ vẫn có thể trả thôi. Ok các bạn, còn một cái phần nữa đó là cái phần tiền 1.200, là cái phần tiền mà các bạn đang rất là mong, nhưng mà trong cái executive order này nó không có nói đến, là vì cái phần 1.200 này là cái phần tiền trong ngân sách ha, nên nó phải được sự thông qua của Quốc hội, là của lưỡng viện đó các bạn. Nhưng mà hai đảng Dân Chủ Cộng Hòa, tức là Thượng viện, Hạ viện, thì họ không có thông qua được cái 1.200 này ha. Nên thành ra là vẫn chưa có thông báo chính thức gì hết. Thì hy vọng rằng thời gian sắp tới đây sẽ có tin tức chính thức về cái 1.200 này. Nói chung là phía đảng Cộng Hòa thì vẫn muốn cho cái 1.200 này giống như cũ, tức là mỗi một cặp vợ chồng mà đủ điều kiện nhận thì được nhận 2.400, và mỗi một đứa trẻ là 500, đứa con trong gia đình là 500. Nhưng mà bên đảng Dân Chủ thì lại muốn là cho mỗi người là 1.200 hết, không phân biệt lớn nhỏ gì hết, 1.200 hết, và mỗi gia đình không quá 6.000 ha. Và họ còn muốn là cho luôn những tiền cho những người không có
số an sinh xã hội và thậm chí là những người illegal luôn, họ muốn cho hết. Thì thành ra là hai đảng không có thống nhất được với nhau về cái vấn đề 1002 này ha. Lưỡng viện không có thống nhất được 1002 này nên vẫn chưa thông qua. Thì hiện thời trong cái executive order này chỉ có 4 phần như vậy thôi, mình thông báo đến các bạn ha. Và nói thêm một chút xíu, nếu mà các bạn nào có đọc tin tức thì chắc là cũng biết chuyện này. Chỉ trong một tuần lễ vừa qua thôi, tức là từ ngày 25 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 7 năm 2020 này, tức là từ ngày mà nó kết thúc cái tiền 600 tiền thất nghiệp đó các bạn, thì tổng cộng người ta thống kê được ở trong nước Mỹ đã có 249.000 người quay trở lại làm việc. Cái điều đó nói lên là gì? Cái điều đó nói lên là khi người ta ở nhà, người ta nhận cái tiền thất nghiệp 600 một tuần của liên bang cộng với tiền thất nghiệp mấy trăm của tiểu bang nữa, nó nhiều hơn cái con số mà người ta đi làm kiếm được nên người ta muốn ở nhà. Có nhiều người thôi chứ không phải tất cả các bạn nha. Mình nói là có nhiều người họ muốn ở nhà vì cái số tiền họ nhận được cao hơn lúc họ đi làm. Do đó khi mà cái tiền thất nghiệp của liên bang nó vừa kết thúc thì họ đã quay trở lại làm việc, và chỉ trong một tuần lễ thôi, người ta thống kê được là có 249.000 người trong nước Mỹ này quay trở lại làm việc. Ok, mình hy vọng rằng cái gói executive order này của Tổng thống Donald Trump vừa ký thì sẽ giúp kích thích cho người ta quay trở lại làm việc và nền kinh tế nước Mỹ sớm phục hồi trở lại. Ok các bạn, chương trình Breaking News của mình đến đây xin tạm dừng. Mến chào tất cả các bạn, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và tốt lành nha.